Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phụ nữ Hà Nam làm giàu trên mảnh đất quê hương. Chị Phùng Thị Kim Ngân, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các doanh nghiệp trong tỉnh Nam Định góp phần tăng thu ngân sách của địa phương. Hội Phụ nữ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình phát động chương trình Cặp lá yêu thương. Giáo dục mũi nhọn Bắc Ninh, động lực để phát triển bứt phá. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù kinh tế năm 2017 còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp mà các doanh nghiệp Nam Định đã có bước phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất, kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội. Có thể khẳng định, năm 2017, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, đã góp phần tăng tỷ trọng đóng góp giá trị tăng của khối doanh nghiệp vào GRDP của tỉnh. Theo thống kê, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại các khu công nghiệp tỉnh Nam Định trong năm 2017 tăng 17% so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 48.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất trong việc vận động thị trường lao động, từ đó giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của các tầng lớp dân cư. Một năm đã đi qua, nhìn lại kết quả đạt được trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp cho thấy sự nỗ lực rất cao của các cấp ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh năm 2017 không ít khó khăn, nhưng sản xuất công nghiệp vẫn cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Năm 2018, khó khăn thách thức còn nhiều, song với sự cố gắng của các cấp ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hy vọng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có thêm những thành công mới. Hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều tấm gương phụ nữ với tinh thần cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đầu tư phát triển chăn nuôi sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Gia đình chị Dương Thị Thúy ở xóm Đồng, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bàng cũng là một trong những gia đình hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Với sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh và nắm bắt thời cơ, năm 2016, gia đình chị đã mở xưởng gia công dây tai nghe điện thoại để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà xưởng gia công của gia đình chị còn góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Mới đầu thì mở ra thì tôi cũng rất là khó khăn, làm ăn từ trước này mới thì nó cái gì, nói chung là cái gì tôi cũng không biết cả, cũng đi học hỏi từ đầu, đúng không? Từ đầu đến bây giờ thì nó cũng vất vả lắm, đến bây giờ thì nó cũng ổn định được, nó cũng ổn định rồi, coi cả công nhân lẫn hàng nhập đi cũng thế, cũng ổn định rồi, làm ăn cũng gọi là cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa. Sinh ra và lớn lên trên vùng quê Lắc Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, chị Bùi Thị Luyến luôn suy nghĩ và trăn trở tìm hướng làm giàu cho gia đình và có điều kiện nuôi con ăn học. Năm 2007, nhận thấy việc nuôi gà đẻ mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi giống gà Ai Cập. Mặc dù thời gian đầu còn gặp không ít khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm chăn nuôi, nhưng với việc tự tìm tòi, học hỏi trên sách báo và các mô hình chăn nuôi gà khác, nên vừa làm, chị vừa trau dồi tích lũy kinh nghiệm. Đến nay, gia đình chị đang nuôi trên 3.000 con gà, trong đó một nửa số gà đang trong thời kỳ cho trứng. Bên cạnh đó, gia đình còn kết hợp nuôi thêm hơn 100 con vịt đẻ và đào ao thả cá. Mỗi năm trừ các chi phí, việc chăn nuôi mang lại cho gia đình chị hàng trăm triệu đồng. Từ hồi nuôi gà thì là gia đình kinh tế là khá hơn và phát triển hơn là mình nuôi những con vật khác. Có tiền để cho các cháu ăn học và gia đình cũng chăn nuôi là sẽ mở rộng thêm. Cũng mong muốn là các cấp chính quyền bên hội phụ nữ là giúp đỡ gia đình để phát triển chăn nuôi. Các mô hình phát triển kinh tế của chị Luyến, chị Thúy chỉ là 3 trong số hàng trăm mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập cao của hội phụ nữ các cấp.
cùng với sự hỗ trợ từ hội phụ nữ các cấp và sự năng động sáng tạo của mỗi hội viên mà nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư giống vốn, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Nhiều mô hình kinh tế của hội viên phụ nữ được phát huy hiệu quả với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Là phụ nữ trẻ tuổi nhưng chị Phùng Thị Kim Ngân ở thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được nhiều chị em trong xã biết đến là một hội viên tích cực trong phát triển kinh tế, gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc. Ban đầu, kinh tế gia đình chị phụ thuộc vào con lợn cây lúa. Năm 2015, nhận thấy giá trị kinh tế con lợn hiệu quả không cao, chị đã cùng chồng bàn bạc và mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi sang nuôi chim bồ câu vào năm 2015. Đến nay, mô hình này đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Với 1.000 đôi chim bồ câu cho thu 300 con chim non, xuất bán 145.000 đồng một đôi, trừ chi phí gia đình chị thu lãi gần 20 triệu đồng một tháng. Song song với phát triển kinh tế, chị còn hoàn thành tốt chức năng làm con, làm vợ, làm mẹ. Thời gian xây dựng gia đình không nhiều, nhưng với bản chất chịu thương, chịu khó, nhanh nhẹn, chị luôn được bố mẹ và chồng tin tưởng yêu quý. Gia đình chị là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu của thôn xã trong phát triển kinh tế, gia đình hạnh phúc. Sử dụng nước sinh hoạt nông thôn không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân, mà còn giúp phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là trong chăn nuôi. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Có lẽ thỏ là loài vật nuôi nhạy cảm với nước nhất. Vì thế, khi quyết định đầu tư chăn nuôi thỏ để cải thiện kinh tế gia đình, thì điều mà bà Nguyễn Thị Lương, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ lo ngại nhất chính là nguồn nước. Bà cho rằng nếu là thức ăn, mỗi lồng thỏ có thể sử dụng một loại khác nhau được. Nhưng với cả chục lồng nuôi thì chỉ sử dụng chung một nguồn nước. Trong khi nước ao hồ, kênh mương ngày một ô nhiễm, thì sự có mặt của nước sinh hoạt nông thôn như giải tỏa mối lo trong lòng. Tôi cảm thấy dùng nước sạch là trong chăn nuôi thì là nó đỡ bệnh tật, con vật nuôi là nó sinh trưởng là khỏe mạnh mà đỡ tiền thuốc. Không chỉ sử dụng cho đàn vật nuôi uống mà bà Lương còn dùng chính nguồn nước này để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Và khi mà hiệu quả được kiểm chứng qua thực tế của một vài hộ như gia đình bà Lương, thì người dân trong xã đã tự giác lựa chọn đấu nối. Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hiện có 7 đơn vị cung cấp nước sinh hoạt nông thôn cho 38 xã, thị trấn trong toàn huyện. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức cho người dân tham quan nhà máy, giới thiệu công nghệ, quy trình xử lý nước, giảm chi phí lắp đặt đồng hồ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và thu tiền làm nhiều lần. Đây cũng là những giải pháp hữu hiệu nhằm đưa nước sinh hoạt đến gần với người dân hơn. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ Nữ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã phát động chương trình Cặp Lá Yêu Thương. Từ chương trình đã có nhiều nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp đỡ được nhiều em nhỏ tiếp tục đến trường. Chương trình Cặp Lá Yêu Thương đã được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Hưng Hà phát động từ đầu năm 2018 và đến nay đã có 5 mô hình Cặp Lá Yêu Thương tại 5 xã, huy động được trên 11 triệu đồng giúp 7 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với chương trình Cặp Lá Yêu Thương, nhân dịp ngày 8 tháng 3, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Hưng Hà còn phát động toàn thể hội viên thực hiện hũ gạo tiết kiệm, hũ gạo tình thương và các chương trình nhân đạo khác để hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thiết thực lập thành tích cao nhất kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. Huyện Đoàn Yên Mô, tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước. Tháng Thanh niên năm nay, huyện Đoàn Yên Mô tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và phát triển đoàn viên, kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, phấn đấu 100% các cơ sở đoàn có công trình phần việc thanh niên, đẩy mạnh phong trào sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và giải quyết vốn vay, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trên toàn huyện, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở hai xã Yên Phong và Yên Mạc. Ngay sau buổi lễ, đông đảo đoàn viên thanh niên trong huyện đã tổ chức san lấp sửa chữa 50 mét đường giao thông liên thôn và khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại thôn Tây, xã Yên Nhân. Vừa qua, đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã khởi động tháng thanh niên năm 2018 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trong tháng thanh niên, đoàn khối các cơ quan tỉnh phấn đấu mỗi cơ sở đoàn thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên, trồng trên 400 cây xanh. 100% cơ sở đoàn tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, tặng 60 suất quà cho các đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 gia đình chính sách, người nghèo. Tại lễ khởi động, đoàn khối các cơ quan tặng quà cho 6 sinh viên trường cao đẳng y tế Hải Dương vượt khó, có thành tích học tập tốt, tặng 200 cây xanh cho huyện đoàn Thanh Miện, 2 công trình thanh niên huyện đoàn Kim Thành, Thanh Miện, 3 công trình nước sạch, 1 nhà tình nghĩa tặng huyện đoàn Kinh Môn, 1 công trình khu vui chơi giải trí cho trẻ em, cho huyện đoàn Gia Lộc. Thưa quý vị và các bạn, nhà chứa quan họ là một thiết chế văn hóa đặc thù chỉ có ở riêng của người quan họ. Đây là nơi diễn ra sinh hoạt văn hóa quan họ, giao lưu truyền dạy, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa quan họ Bắc Ninh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu không gian sinh hoạt độc đáo này. Thông thường một làng có bao nhiêu bọn quan họ thì phải có bấy nhiêu nhà chứa. Nhà chứa quan họ của mỗi bọn thường là ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, khang trang để đáp ứng những yêu cầu sinh hoạt văn hóa quan họ một cách tốt nhất. Chủ nhà chứa được gọi là ông chứa hoặc bà chứa. Họ thường là những liền anh, liền chị cao tuổi, có uy tín nhất trong bọn quan họ. Qua thời gian, nhà chứa dần mất đi nhằm thực hiện cam kết với UNESCO trong bảo tồn và phát triển dân ca quan họ Bắc Ninh. Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc phụng dựng lại các nhà chứa. Đây là chủ trương đúng, đáp ứng được lòng mong mỏi của những người yêu quan họ. Ngày nay, nhà chứa vẫn là thiết chế không thể thiếu được trong sinh hoạt văn hóa của người quan họ, nhất là trong công tác bảo tồn những canh hát quan họ cổ lề lối. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng mới 2 nhà chứa là nhà chứa khu Đương Xá, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh và nhà chứa thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du. Ngay sau khi tiếp nhận, các câu lạc bộ đã sử dụng và phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Đây là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục xây dựng các nhà chứa theo lộ trình, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, quan họ, trường tồn và lan tỏa. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao Dân tộc năm 2018. Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc và du khách thập phương. Đánh mảng, ném còn, đánh đu, đi cà kheo đều là những trò chơi dân gian truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp lễ Tết của đồng bào dân tộc các xã vùng cao ở huyện Nho Quan. Tham gia các trò chơi này, vận động viên cũng chính là người dân đồng bào dân tộc đã phải tập luyện từ nhiều tuần trước. Để có mỗi phần thi, họ không chỉ được rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần mà còn tăng thêm tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi. Giữ không gian hùng thiêng của núi rừng Nho Quan, tiếng cổng chiêng, tiếng rộn ràng của các điệu múa sạp lại vang vọng. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc cũng đã được biểu diễn. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng quê hương đất nước đổi mới, ca ngợi tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. Ngày hội không chỉ là dịp để du khách trong và ngoài tỉnh được khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Nho Quan, mà còn là minh chứng cho bản sắc của những di sản văn hóa không hề bị mai một và sẽ còn trường tồn mãi mãi về sau. Tỉnh Bắc Ninh có 81,3% thí sinh tham gia đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018. Trong đó có 17 giải nhì, 19 giải ba, 16 giải khuyến khích. Mặc dù không có thí sinh đạt giải nhất, tuy nhiên nhìn về tổng thể, số lượng cũng như chất lượng thí sinh năm nay cao hơn so với năm 2017. Mặc dù giáo dục đào tạo là cả quá trình, nhưng rõ ràng với chính sách đầu tư quan tâm của tỉnh về cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ các điều kiện, chế độ đối với giáo viên và học sinh, bước đầu đã tác động tích cực đến giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Xác định phát triển giáo dục là cả quá trình, chính vì vậy tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm đầu tư xây dựng chính sách phát triển đặc thù dành riêng cho giáo dục mũi nhọn ngay từ cấp trung học cơ sở. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, hàng năm tỉnh đã dành nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ giáo viên chi thường học bổng đối với học sinh các trường trọng điểm trung học cơ sở, các huyện, thị xã, thành phố. Trung học cơ sở của thành phố Bắc Ninh dự kiến năm 2018 kinh phí dành hỗ trợ giáo viên và học bổng hàng tháng với học sinh là gần 5 tỷ đồng, trong đó riêng học bổng dành cho học sinh đã là hơn 3,3 tỷ đồng.
Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh có 64 thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì có 52 em đạt giải, chiếm 81,3%, trong đó 17 giải nhì, 19 giải ba, 16 giải khuyến khích, tăng cả về lượng cũng như về chất so với năm 2017. Trong đó đặc biệt có 5 học sinh được dự thi vòng 2, chọn đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic quốc tế. Đây mới chỉ là kết quả bước đầu thể hiện những cố gắng nỗ lực của giáo dục mũi nhọn và tác động chính sách đối với phát triển giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả này cũng sẽ là tiền đề động lực để giáo dục mũi nhọn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt truyền thống, giành kết quả cao hơn trong những năm tới. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, tất cả các địa phương trong tỉnh Ninh Bình sẽ đồng loạt tắt đèn trong 1 giờ từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 24 tháng 3. Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Năm nay, Sở Công Thương đã lên kế hoạch tổ chức triển khai các sự kiện chính nhằm hưởng ứng chiến dịch như tuyên truyền vận động các tổ chức cơ quan, đơn vị và người dân tích cực tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 24 tháng 3. Xe diễu hành tuyên truyền về giờ trái đất trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tổ chức hưởng ứng giờ trái đất tại Trung tâm Văn hóa thành phố Ninh Bình. Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa và giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Thời gian qua, các xã, thị trấn trong huyện Kim Bảng đã duy trì hoạt động của 177 tổ đội vệ sinh môi trường, tần suất thu gom rác thải trong khu dân cư từ 2 đến 3 lần trên một tuần, vệ sinh môi trường định kỳ vào các ngày mùng 7, 17 và 27 hàng tháng, thực hiện đóng cửa, lấp đất trồng cây đối với bãi rác đã đầy hoặc không sử dụng theo đúng quy định. Hưởng ứng phong trào trồng cây mùa xuân và trồng hoa cây cảnh, toàn huyện đã trồng 19.500 cây xanh các loại, trồng hoa cây cảnh trên 60 km trục đường giao thông và hơn 25.000 m2 tại các điểm công cộng, cơ quan công sở, đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Về giải tỏa hành lang an toàn giao thông, các ban ngành chức năng đã tăng cường phối hợp giải tỏa 195 trường hợp vi phạm, chủ yếu là mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và vật liệu xây dựng. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Kim Bảng tiếp tục đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết phân loại rác thải trước khi thu gom, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị gây ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ thu gom rác thải, chăm sóc bảo vệ diện tích hoa, cây xanh đã trồng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ chức quản lý và bảo vệ tốt hành lang sau giải tỏa, không để tái lấn chiếm, đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 10 kéo dài từ cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình qua địa bàn thành phố, huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ là tuyến đường huyết mạch với lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi bày bán hàng hóa gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Chỉ cần tận dụng vài mét vuông cạnh lề đường, dưới những tán cây hay tiện nhất vẫn là khu vực bến chờ xe buýt là người dân có thể thoải mái bày bán hàng hóa với đủ các chủng loại. Xã hội cái đầu không cho ngồi đâu, thế như là không có việc gì làm cứ ra đây ngồi nhờ tí thôi. Hoạt động mua bán hàng hóa trên quốc lộ 10 đều là tự phát, thấy người này làm được, người khác cũng làm theo. Người mua thì tiện đâu mua đó, nhiều khi chỉ dừng xe xem hàng vì thấy quảng cáo giá rẻ. Trong khi đó, đây lại là tuyến giao thông huyết mạch, mật độ giao thông dày đặc. Vậy mà người dân vẫn bất chấp nguy hiểm dừng đỗ tùy tiện. Bọn em không ngồi suốt đâu, ví dụ thi thoảng như này thì ra ngồi xong tí thu đi lại đi chợ. Bán ở đây thì chủ yếu là bán cho những đối tượng như là đi đường thì dân người ta ra người ta mua. Việc bán hàng rong cạnh lòng lề đường chẳng khác gì đánh cược với mạng sống. Không chỉ người mua, người bán mà một sơ suất nhỏ cũng có thể gây tai họa cho cả người tham gia giao thông. Để góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Ninh Bình sáng, xanh, sạch, đẹp, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp giải quyết nhiều vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Xác định năm 2018 là năm cao điểm về công tác đảm bảo trật tự đô thị, Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp, tổ chức lực lượng, trong đó đội cảnh sát trật tự là nòng cốt, tiến hành tuần tra, kiểm soát,
quyết tâm xóa bỏ nhiều điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị như tình trạng đậu, đỗ xe không đúng quy định, xây dựng, họp chợ trái phép. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng đã được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và dưới nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, tập trung tại các khu trung tâm, các tuyến đường lớn trên địa bàn toàn thành phố. Nhiều trường hợp các tiểu thương kinh doanh buôn bán sau khi được nhắc nhở đã tự giác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, qua đó đã góp phần đảm bảo an toàn hơn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Công tác đảm bảo trật tự đô thị được đẩy mạnh, thể hiện được quyết tâm của thành phố Ninh Bình trong việc đảm bảo trật tự đô thị, nâng cao hình ảnh của thành phố trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.